một món hấp dẫn và bắt mắt đây. Rất dễ làm nhé. Trước hết, cắt cà rốt thành miếng dày vừa phải. Tiếp theo, cắt khoanh mỏng hành tây, rồi cắt lát gừng. Kế đến, cho ít dầu ô liu vào chảo, rồi thêm hành tây, cà rốt vào xào nhẹ. Thêm ít gia vị rồi cho nước ép cam vào, vừa xâm xấp mặt. Bây giờ thì cho sữa tươi không đường vào để món súp thêm thơm ngon và béo nhẹ nào. Cùng nấu cho cà rốt thật mềm nhé. Chào ôi, ước gì bạn có thể nghe được mùi thơm của món súp lúc này, hấp dẫn lắm. Còn chờ gì mà không cho súp vào máy xay nhuyễn. Trông màu sắc có tuyệt vời không cơ chứ? Nhớ lượt qua rây để súp thêm mịn nhé. Thử tưởng tượng hương vị súp cà rốt thơm lừng tan nhẹ trong miệng, thêm vị chua chua của nước ép cam, chút béo béo của sữa tươi, còn gì có thể đặc sắc hơn thế?